Hello anh em nha. Nay thì có chiếc Z 1000 báo đen thủy thường hay đi nè. Giờ muốn đăng bán chuyển nhượng lại cho anh em nào mà thích dòng Nexby Z 1000 này. Hóa thân vào một con báo đen rất là mạnh mẽ. Chiếc xe này mình đăng ký hồi 2017. Bản này là bản đặc biệt R. Bản này nó có thêm cái đồ chơi Rainbow với lại Olin. Đó. Ngồi đồ chơi đó ra thì mình còn đủ thêm một số đồ chơi cơ bản như là Corbo Full Titan. Rồi Corbo Full Titan, rồi hai cặp đèn LED Tool L1 là một cặp của nó là gần 5 triệu. Hai cặp là 10 triệu. Corbo Full Titan 10 triệu nữa. Két nước, chống đổ, rồi bảo vệ lốc máy, cái thêm cái gì ta, Thủy vừa mới thay cái lọc gió cây em, thêm cái đuôi zin, thêm cái đuôi bắt xi nhan luôn, nhưng mà mình vừa mới thay mình mới bỏ lại cái đồ zin đó. Rồi cái gì nữa đây, gì nữa về cái tem mình làm, mình dán tem trùm luôn, mình dán luôn tem trùm luôn. Còn thêm cái dán gió, thêm cặp lốp RO5 mình vừa mới thay, chạy khoảng tầm ngàn rưỡi gì đó. Nói chung là đồ chơi là cũng gần 40 triệu. Máy thứ lật vặt, ốc quýt đồ tùm lum đó. Xe mình vừa mới thay nhớt với lại thay nước mát Motul. Vừa mới thay luôn đây, vừa mới thay luôn chứ không phải là thay đâu. Vừa mới thay luôn á. Bảo dưỡng rất là kỹ xe, mỗi lần mình đi rảnh là cứ đem xe ra rửa xe, dưỡng xe rồi. Nhưng mà rất chăm, rất kỹ. Anh em yên tâm. Xe là xe chính chủ của mình nha. Rồi, giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho mấy bạn xem. Đẹp. Nhưng mà bây giờ thiệt sự là mình rất là thích cái em Z 1000 này. Nhưng mà do mình muốn làm em xì bột, cho nên là phải chuyển nhượng lại cho mấy bạn thôi. Biển số Đà Nẵng nha mấy bạn. Rút hồ sơ biển số Đà Nẵng. Rút hồ sơ là 1%. Nếu mà làm biển số mới thì làm biển số 1%, bao rút cho anh em luôn. Vậy cho nhanh. Bô mình móc nghe. Còn cái cổ xin để ở nhà, nói dùng đồ zin là còn nguyên hết. Bạn nào không thích lái đồ zin đem về làm đồ bỏ zin vô chạy, nó rất là êm. Nhưng mà muốn to, muốn uy lực hơn thì mình dùng cái của này, nổ là nổ banh sát luôn, nghe đã lắm, sướng.
ơi, giá rất là yêu thương. Bạn nào thích thì liên hệ cho mình nha.